Xin chào mọi người nhé. Hiện giờ thì mình vừa mới lên đến nơi các bạn ạ. Từ nhà mình chạy lên đây cũng khoảng tầm 25 đến 30 phút đấy. Đây là một điểm bán pháo hoa tầm cao ngay cạnh sông Sài Gòn của thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Và hôm nay thì đường cũng không kẹt xe mấy ấy. Và đây là một điểm bán lý tưởng nhất. Và chỗ mình đứng cũng vậy, là một điểm đẹp nhất mà mình có thể quan sát được tất cả các màn bán pháo hoa. Từ chỗ mình đứng đến điểm bán pháo hoa ấy, cách khoảng 100 đến 150 mét đấy các bạn, dao động tầm khoảng đó ạ. Nên mình đứng ở đây mình có thể gửi đến cho các bạn những hình ảnh, những video về một màn bán pháo hoa cận cảnh nhất, đẹp nhất luôn các bạn. Mọi người đang đến ngày một đông hơn rồi các bạn ơi. Hy vọng rằng mình nghĩ mọi người cũng như mình ấy, chúng ta đang rất là háo hức để chờ đón tiếng pháo đầu tiên để bước qua một năm mới. Với hy vọng rằng tất cả mọi người, người nhà nhà sẽ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc. Tất cả mọi người chúng ta sẽ đều bình an. Như vậy là bắn được các bạn ơi. Tiếng pháo đầu tiên đã vang lên. Chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng nha. Luôn. Đẹp quá mọi người ơi. Tuyệt vời quá mọi người ơi. Có mấy quả bắn đẹp thật đấy. Mình đứng ở đây mình cảm thấy mình chiêm ngưỡng được tận cảnh rất đẹp luôn các bạn. Hình như là bắn 15 hay 20 thì đó các bạn, mình cũng không rõ đâu. Nhưng mà càng bắn càng nhiều hơn các bạn ơi, thấy không? Bắn pháo hoa nổ liên tục luôn, đẹp quá.
theo như mình được biết ấy, thì đêm nay là ngày 31 tháng 12 này, ở thành phố mình ấy thì sẽ bắn vào pháo hoa được 3 điểm nhé các bạn. Đầu đường hầm sông Sài Gòn nhé các bạn, là điểm mình đang đứng này. Hai là thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen nhé. Đấy là 3 điểm bắn ở thành phố Hồ Chí Minh. Những năm về trước ấy, tại thành phố Hồ Chí Minh ấy, ngoài các điểm bắn pháo hoa ra ấy, thì hòa chung cái không khí tưng bừng vui tươi đón mùa xuân đến ấy, thì chúng ta còn diễn ra cái sự kiện đếm ngược hấp dẫn tại phố đi bộ và đường Lê Duẩn nữa. Và năm nay cũng vậy các bạn nhé, mình thông báo những địa điểm vui chơi giải trí này cho các bạn, nếu mà ai mà có dịp thì chúng ta sẽ ghé thăm và chở gia đình đi đón giao thừa tại đây nhé. Tuyệt vời lắm các bạn ơi, thực sự rất là đẹp luôn. Đứng ở ngoài này, cận cảnh mình mới thấy được cái vẻ đẹp của nó. Tại vì máy quay của mình nghĩ không thể nào bao quát được hết cả một cái khu vực mà người ta tổ chức bắn. Đẹp lắm.
Đây là cái loại pháo hoa, theo mình nghĩ là loại pháo hoa mới của nhà máy sản xuất ra các bạn. Lần trước mình có nhớ mình có đọc một bài báo thì có hai loại pháo hoa này này. Loại pháo hoa mới được nhà máy sản xuất là chuyên cung cấp ra thị trường trong những ngày tới là loại pháo hoa gồm có hai loại, đó là phun phun viên đấy, mình nhớ phun viên và phun nhấp nháy. Các bạn thấy không, nó tỏa ra ngoài và có dàn nhấp nháy ấy, là hai loại bán xen kẽ nhau đó, đẹp ghê các bạn. Loại này bán đẹp. Ở đây mình có thể nhìn thấy được điểm bắn luôn các bạn này, thấy không? Khói bên đấy dày đặc luôn, mọi người được đông quá trời luôn, cảnh đẹp tuyệt vời luôn này. Như vậy là kết thúc rồi các bạn ạ. Nhân dịp đầu xuân năm mới, mình chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Tạm biệt các bạn nha.